Trên mặt nước có một con cá, xem thử đi. Ồ, đây là cá gì vậy? Có vẻ như là cá đuối, nhưng mà không phải. Nhìn hơi giống cá tím xanh, nhưng cũng có chút giống cá muống. Ồ, em trai à, nước bị mờ rồi, không nhìn thấy nữa. Dạ thôi, ô hát, không giả được, không giả được. Wow, thật là lợi hại. Nó bơi vào vùng nước sâu. Nó quay lại rồi. Hoặc là con cá dài. A Tinh cũng sợ rồi. Con này. Ồ. Ồ, chúng ta phát tài rồi. Wow. Ồ. Không thể dùng tay bắt con này. Nó sẽ phản công đấy. Đưa nó vào bờ trước đã. Loại cá dài này còn hung dữ hơn cả cá nhồng. Nó đứng nhất, cá nhồng đứng thứ hai. Ồ, cẩn thận. Suýt nữa để nó chạy xuống nước lần nữa thì khó xử lý lắm. À, cái vũng nước này. Bây giờ ổn rồi. Tiếp tục tìm quanh đây. Ê, hình như là một con cá. Xem cái đuôi của nó ở đây. Ồ, nó đâm vào bên trong rồi. Chắc là một con cá đá, đúng không? Hãy nhấc hòn đá này lên xem thử. Ồ, một tấm đá. Đợi nó bò đi đã. Nó bị đè rồi. Wow. Chắc là một con chuột. Nó trốn rất kỹ. Chỉ chừa cái đuôi ra ngoài. Suýt nữa là không phát hiện ra nó. Tìm quanh bên này. Có một cậu ngốc ở đây. Xem cậu ta đang làm gì. Loại của bánh mì này trông khá đẹp. Cua bánh mì có rất nhiều loại. Còn nhỏ thôi. Trên mình nó còn có mấy cái vằn. Ồ, đáng yêu quá. Thôi, không nên chơi nữa. Ở đây có một con cua. Wow, thằng nhóc này. Vừa thấy nó đang ăn cái đó. Những con hầu bám trên các rạn san hô. Kết cấu thịt đó. Những miếng thịt trên rạn đá. Nó đã chạy vào trong rồi. Ồ, có một con ốc sên ở đây. Thôi, bắt con cua thì hơn. Thằng này. Con cua bơi này rất linh hoạt. Là con cái nữa. Bỏ vào. Anh ơi, chuyện gì vậy? Vừa vào là đánh nhau ngay rồi. Ôi trời.
Con cá mú đó có thể ăn anh đấy, anh không biết à? Anh vẫn còn muốn vào, nhìn này. Con cá dài đó đã bắt đầu săn mồi rồi. Ôi trời! Khi thủy triều rút, sẽ có rất nhiều hố nước. Rạn san hô đã lộ ra. Đủ loại rạn san hô. Cái này màu xanh lá. Và cái này màu nâu, đủ mọi màu sắc. Ở đây còn có một cái giếng. Ồ, có gì đó bên trong, có hàng đó. Chắc là bị kẹt khi đi săn lúc thủy triều lên. Những con bào ngư giả. Giờ thì bị mắc kẹt không ra được nữa. Nhìn kìa, con cá này rất linh hoạt. Bắt được rồi, ôi. Một con chồn đen lớn. Chọc nó một cái. Hãy kiểm tra phía bên kia của đám mây. Tưởng hôm nay không có nắng, hóa ra lại không mang nước nóng theo. Không có nước uống, khát quá. Xem ra phải nhanh chóng về nhà thôi. Xem thử thu hoạch hôm nay nào. Ồ, con cá dài này. Ôi trời, con cá này quá hung dữ. Thật sự mà nói, Apin cũng rất sợ nó. Hàm răng của nó, hàm răng giống như cá nhồng. Nó có thể tấn công người. Ồ, không thể. Không thể dễ dàng chọc ghẹo nó. Xin chào mọi người, Ken Sipo đây. Thu hoạch hôm nay, chúng tôi gặp phải vài thứ hiếm thấy từ thời trẻ. Thu hoạch khá là tốt. Vậy là chúng tôi sắp về rồi. Nếu các bạn thích, nhớ nhấn theo dõi. Hẹn gặp lại ở kỳ sau nhé. Tạm biệt.